Đây là bãi xe của mình nha anh em. Đây là một cảnh quay về góc cạnh trên một chiếc xe ô tô. Nói chung là không nhiều cũng được ít. Bãi xe của mình rất là nhiều xe, hầu như là một ngày bên Pháp Anh bán từ 3 tới 5 chiếc, có ngày lên tới cả chục chiếc. Thì từ do đó nhờ em Quang Bình lặn lội 400 cây số vào đây để nhờ quay YouTube hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Rất là nhiệt tình, vui vẻ. Từ đó là khi em trai vào đây đã được rất là nhiều anh em yêu mến và rất là thích. Đây là những cái mẫu xe mà bên bãi Pháp Anh bày bán rất là nhiều. Trước đây 2 năm trước thì bên Pháp Anh bán những cái loại xe từ 25 triệu tới 35 triệu rất là nhiều. Nhưng hiện nay đã đổi lên tầm cao mới và đã bán những cái xe mà giá trị cao hơn một chút xíu. Cho nên là tất cả những anh chị đến ô tô Fan mua thì hiện giờ mà anh chị em đang có nhà hứng mua những cái xe mà tầm 30-40 thì anh em về cũng phải sửa rất là nhiều, tốn kém nữa. Thay vì vậy, anh chị bỏ thêm một số tiền nho nhỏ nữa là dành dụm thêm mình mua những cái xe giá cao chút xíu để mình đi với gia đình những xe an toàn hơn nhé. Trước thì bắt buộc phải 4-5 cái video lên rồi phải chỉnh sửa rất là nhiều. Đây đang quay bằng cây nút 9 luôn. Quay phim rất là chuyên nghiệp nha anh em. Video cũng chuẩn bị kết thúc. Anh em thấy rồi đó. Một video quay có thể từ 10 tới 15 phút, rất là dài luôn. Rất là cực khổ. Rồi thêm một phần về chỉnh sửa video nữa, cho nên rất là nhiều đó anh em ơi. Chứ không phải là quay sơ sài, rất là cực luôn. Cho nên là khi mà ai mà đã đến làm việc với Pháp Anh rồi, bà con cũng biết rồi, rất là cực và phải chăm chỉ làm việc. Vài bữa nữa là bãi mình là tiến hành vào thành phố Hồ Chí Minh nữa, cho nên là còn rất là nhiều những cái cực khổ đến với tất cả anh em trong bãi xe và đến với Quang Bình, cho nên là cần giữ sức khỏe rất là tốt. Đây là lý do Quang Bình đã vào bên ô tô Pháp Anh để hỗ trợ Pháp Anh quay YouTube. Anh em thấy không? Rất là cảm ơn em trai đã hỗ trợ Pháp Anh. Thì nhờ em trai mà mình rất là khỏe. Nói chung là cả tuần nay mình rất là khỏe, rất là sướng luôn. Thì khi mà mình quay YouTube là mình không có người. Thì hôm nay em trai đã đến mình và hỗ trợ mình mấy ngày hôm nay. Nói chung là mình không có thời gian và hôm nay mình đã thực sự là rất là khỏe. Rất là sướng luôn nha anh em. Ở đây là nhân viên của mình. Đây là đang anh em đang tập giờ quay chiếc xe ha. Thì bãi xe của mình thì nằm ngay trên quốc lộ 20 thôi, từ ngã ba Dầu Giây hướng Đà Lạt 60 cây số. Anh em bà con trên YouTube
hoặc là trên cái kênh YouTube Quang Bình. Thì nếu mà có xem được cái video này thì nhớ cho mình một cái like nhé, để cho em trai Quang Bình có thể có động lực và học nghề tốt hơn. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Bình, sống ở Phú Lục, là người con xứ Huế. Mình rất là vui khi gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Và cũng lâu lắm rồi mình mới quay lại video đúng không? Bữa trước á, thì mình có nói với tất cả mọi người là Bình nhờ lại kênh cho một ông anh ở trong Đồng Nai để quay xe đúng không? Thì ngày hôm nay Bình vào ở đây để mà giúp ông anh quay những cái chiếc xe up lên. Hai anh em thì cũng có nói chuyện ở trên mạng rất là nhiều, và cho đến bây giờ thì mới gặp được nhau. Và mình thì ở ngoài Huế vào Đồng Nai, thì còn muốn đi xa để đứng học về xe. Rất là thích xe từ nhỏ, và bây giờ mình mới có cơ hội để tiếp xúc với xe. Ở đây thì cái xe mới cũng có, xe cũ cũng có, và rất là nhiều cái loại xe, cả cái màu xe rất là nhiều. Và đây là ông anh. Rồi mình nhường lại cái kênh này để làm. Thì bây giờ mình đã vào ở đây rồi, và tương lai sắp tới thì có lẽ là hai anh em sẽ phối hợp với nhau làm những cái video hay hơn, chất lượng để cho mọi người xem. Thiết bị thì cũng có, tại vì thiết bị ở đây thì có anh chúng ta trở rất là nhiều đó. Nên là bây giờ chỉ có thể là bộc lộ những cái tài năng của mình thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn em trai đã đến giúp anh mấy bữa nay, thật sự là rất là bận rộn, nhờ các em mà giúp cho anh rất là nhiều những cái video hay để cho tất cả anh em xem. Và bán xe nói chung là cũng rất là ok, chỉ cần nhất như vậy thôi. Em cố gắng làm việc, có gì anh em hỗ trợ hết mình. Dạ, em cảm ơn anh. Bà con hãy xem những video của anh Bình sắp tới nha. Ok, nhớ đón xem và nhận đăng ký để ủng hộ lại kênh của anh em mình nha.